Xin được mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ, La Cà Phố đã quay trở lại rồi đây. Quý vị thân mến, những ngày này khi mà phố phường đang giao mùa thì sẽ tạo ra cho chúng ta những tiết trời rất dễ chịu và những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng. Khi mà Thiên Phúc lướt trên mạng xã hội thì có thể thấy được những người dân ở thủ đô Hà Nội